giá khẩu trang leo lên bằng vàng. Virus corona, virus corona gây đau thương làm lệ vương trên khóe má. Những ánh mắt lo âu, nỗi sợ hãi dâng cao. Ta phải làm sao, phải làm sao? Bao mạng sống mong manh, cả thế giới dõi theo. Đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch này. Bao mạng sống đang chờ, những tấm lòng sẻ chia. Đoàn kết cùng nhau vượt qua đại dịch này. Đèn tối sẽ qua đi, tình người ở lại. Vầng dương tỏa sáng trong tim mỗi con người. Lần đầu tiên thì cho phép Vương được gửi lời chào thân thương nhất đến toàn thể quý vị đang theo dõi kênh truyền hình VTC9 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và thực sự là những ngày qua là những ngày mà cực kỳ mệt mỏi với tất cả chúng ta. Một kỳ nghỉ lễ rất là dài và chúng ta phải trải qua một cái đợt dịch bệnh hoành hành trên khắp thế giới. Thực sự là rất là lo âu, và Vương hy vọng là với ca khúc của Vương thì sẽ giúp một phần nào đó về tinh thần cho chúng ta vượt qua đại dịch một cách nhanh chóng nhất. Và Vương hy vọng ca khúc của Vương sẽ góp phần nói lên tiếng nói của những nghệ sĩ đến chúng ta vượt qua đại dịch. Và Vương luôn mong muốn một điều là Vương đã gửi gắm trong ca khúc là chúng ta sẽ đón những ngày tươi sáng, đón những ánh nắng mới tràn ngập đến tất cả mọi người.